nó rõ nét hơn, nó chi tiết và cụ thể hơn, chứ không còn lại bắt người lẻ như thế này nữa. Nhưng quay trở lại đây thì có ngay giống như vậy rồi. Jayer bớ được Belfast, một pha một ốt quang công thẳng vào căn nhà của Tackle Round, nhưng có vẻ như đây có định sai lầm rồi. Tiếp tục côn chống cự đây, Jayer bắt được Stacker. Ô, chỉ còn hai, còn chống cự còn đến ba, chỉ còn một thôi. Ô, Stan vỡ rồi, nhưng mạng bị cắt mất một mạng đến từ vị trí của anh thằng Deva. Nhưng bây giờ thì Attack Round sẽ confirm nốt đi, Hapler đang bị ôm bụng. Nhưng với Amonos góc nào chúng ta sau con xe bán tải kia thì liệu có để lộ ra với Lát hay không đây. Nhưng điểm bất ngờ được đem về vị trí của Quizzy phía Na'Vi cơ. Ốt dừng lại vì top thứ 15. Vẫn là anh chàng Quizzy của Na'Vi thôi, học súng chủ lực. Nhưng bây giờ thì chủ lực đó đã nằm bởi vị trí của Yikikabukao. Hỗn chiến xảy ra, Giàn Quốc cũng đã nằm xuống rồi. Và bây giờ thì chỉ còn lại đó 4-4 player, tôi có thể sẽ là 4-2 đây rồi. 12 team với 41 tuyển thủ, khi mà các team ở ngoài viền bọ đều đang phải đụng chạm vào với nhau. Tail Round tiếp tục là Jayer. Nhưng không, đây là người anh em sinh đôi từ vị trí của ghém bắn sang nữa. Và 3 Tulin đã phải nằm, điểm được đem về thêm cho Tail Round, 8 kill đem về. Chưa biết top 1 hay không, nhưng điểm kill rất ổn trong trận đấu này. Vòng bò ta tiếp tục giật về góc 3 giờ của vòng bò trước, khi mà khu vực kho của New FP nó đang được cực kỳ là ổn thỏa. Còn đó là 8 giây nữa thôi, tức là delay. Và lúc đó thì những team ở Việt bò sẽ phải sở như nào đây. Kaishi từ nãy giờ họ chỉ ngồi trên xe thôi, chưa một lúc nào chạm đất cả. Xuyên suốt cái thời gian phase thứ 4 và thứ 5 vừa rồi. Bây giờ thì đó sẽ là bye bye Yuren ở đi đầu. Nhưng ngược lại sau đây Yuppie một pha drive by tốt, bắt được flash rồi. Và tạm thời nuôi hy vọng cho Kaishi để bước tiếp ở trong cái game đấu này. Tuy nhiên thì vẫn đang còn rất nhiều những tay súng khác chờ đợi Kaishi nha. Tạm thời bộ đội Kaishi vẫn đang hoàn toàn và tiếp tục sẽ là chơi ném đồ từ cả hai, không ai với nhau lên bắn cả. Nên rất đau và đó là Yuppie đẩy lên rất khoát cùng với sự trở lan ren bớ luôn hàng chơi về team Fury và nó top 12 cho đại diện của khu vực APAC. Và như vậy cũng là hết với cả Kaishi luôn, khi đó chỉ là top thứ 11 thôi khi mà Alia xuất hiện rất nhanh trong những tình huống giao tranh diễn ra như vừa qua. Và bây giờ thì có thể thêm cả Heroic nữa khi họ đang quét viên đồng bộ ở phía bên tay trái góc 9 giờ. Và với Atayora sau đây một phong độ bắn rất bay, nhưng Na'Vi cũng không hề kém cạnh với Alia. Tình huống Melman đang quét cánh rất kỹ và kém được nằm xuống họng súng của Melman, điểm được đem về thêm cho Na'Vi. Bây giờ Heroic cũng đang muốn quét vào góc của Na'Vi rồi, thêm một tiếng sấy đấy và đó là Simple với một chấm máu còn lại, bắt thẳng vào vị trí của Jayer và đem về cái top 10 cho Attack on Round. Sẽ cần nhiều thời gian để di chuyển ở phía bên trong với Darwang khi mà trước mặt họ bây giờ đang là Heroic. Bây giờ team Liquid tiếp tục focus vào đó vị trí của Clip. Sâu mình knock out và đó thể sẽ tướng còn một kill nữa. Nhưng vừa rồi Salute bị đổi mạng từ vị trí của T-Bone. Heroic cũng đã quay sang rồi. Những tình huống focus của Heroic sẽ gây khó rất nhiều cho Darwang Esports khi mà cả team Liquid cũng đã nhìn chéo sang. Còn những tên khác thì sao đấy, cái hàng của Liquid quảng cao đó thì vẫn đang giúp họ duy trì nguyên một team đến thời điểm hiện tại đã là vòng phơi thứ 6 rồi. Aria một lần lên tiếng và lần này Pace là nạn nhân. Heroic bắt đầu gặp khó, những Bimi đây có phản chống cự khá quyết liệt. XMBL Sample đã nằm xuống, Melman bớt được Bimi và bây giờ thì đó là Kureshi đổi mạng Aria. Vẫn đang là tình huống giao tranh cực kỳ cân não giữa Na'Vi cũng như phía Heroic thôi, khi thương vong bây giờ là ngang nhau. Na'Vi còn một, Heroic cũng vậy, và để xem rằng là Melman hay là anh chàng T-Bone sẽ là gì thằng sau cùng đây. Và vâng, Melman nằm rồi, Alia cũng đã nằm và đó là top 9 dành cho Na'Vi. Hãy thử vào bắn những trận đấu thường thôi, và tôi chưa chắc rằng là bạn có thể thắng được cả bot đâu. Và bây giờ nhìn kỹ lại thì Liquid họ ở trong cái hốc chứ không phải cái hang. Hang mà không có mái che thì là giống cái hốc hơn. Nhưng cái hốc đó cũng không còn giúp cho Liquid có thể trụ vững được nữa rồi, khi vừa xong Ibis người đi đầu ra khỏi hốc đã nằm ngay lập tức. Và đó là một điểm hạ gục dễ dàng. Quay trở lại với cả Gek thì sao đây, bắt đầu đánh qua từ viền bo và đối tượng họ nhắm vào sẽ là Genji. Một quả đết chính xác đến từ Xavier. Eric đã nằm rồi, Asura được cứu lên và bây giờ thì Ghibli bất ngờ lên tiếng để vô tình cứu cái đồng hưởng mình đến từ bên phía Genji. Là bù bắt Xavier và giờ thì đang muốn kiếm thêm lấm bù, confirm luôn Xavier rồi. Rex thì vừa xong cũng đã kịp kéo theo đánh chàng Genji. Một tình huống lại là giao tranh tổng lực ở khu vực góc 6 giờ của bản đồ và phần nào đó liếm lên cả góc 9 giờ nữa. Rất căng ở những góc viền vòng bò, các team họ đang đụng chạm vào với nhau. Từ trên cao nhìn xuống Darwang Esports tưởng như là họ sẽ gặp khó, tình huống bị kẹp như vừa rồi, nhưng bây giờ lại rất ổn từ cái góc này của Darwang khi mà có thể bắn từ trên xuống đội hình của team Liquid. Còn với Global Esports Access chỉ là một cái top 8 mà thôi, một trận đấu không dễ dàng gì với những người Đài Loan. Và cũng rất tình cờ thôi, cái team Liquid lại có thêm cả một hộp thính rơi thẳng mặt Clip nữa. Không thể tin được, một cái khu vực được coi là cái hang nhỏ hay gọi là cái hõm nhỏ, cái hốc nhỏ cho team Liquid nó lại có nhiều cái lợi thế dành cho những chú cá ngựa đến thế. Vừa rồi thì MC cũng bắt người tốt khi mà Ghibli bỏ lại một người. Và vừa rồi thì mạng đó cũng đã dành cho MC và thêm Karenba nữa, top 7 cho Ghibli mà thôi. Heroic còn một người và đó là vị trí của T-Bone. Team Liquid bây giờ cũng đang gặp phải rất nhiều những sự chú ý và đây là T-Bone. Knock out Salute thành công nhưng không thể làm thêm được người thứ hai và đó là top 6 dành cho Heroic. Rất nhanh chóng thôi, chúng ta chỉ còn lại đó là 5 team và 14 player, thậm chí rằng sẽ là 13 thì ở đây thì khó khăn quá dành cho Perfect rồi. Perfect đã nằm ốm bụng,
và chỉ có lại đâu mình lù với cả 8 máu ư. Đi đâu về đâu đây? Team Liquid cũng không thể nào thoát khỏi được số phận nữa khi đó là một tường bắn tốt đến từ Rex. 4 team còn lại. Dalawa còn 3, Genji cũng vậy, Nippy thì còn thậm chí còn 4 cơ, nhưng Dalawa vừa xong đã bắt được Rex rồi. Clip có một tiếng phản công ở đây và liệu rằng Clip có thể kéo theo điểm nào cho bên phía team Liquid hay không đây? Một game đấu mà Liquid họ trốn tránh trong cái hốc của mình từ đầu giờ và mới chỉ có 5 kill thôi, con số không quá cao, nhưng có vẻ nhà Liquid đã hài lòng với điều này. Mà YJ đã vào được rồi thì những người đồng đội cũng sẽ vào được thôi. Từ trên cao nhìn xuống, Eudic bị cấu yếu máu bởi Salud nhưng chưa phải nằm lại. Còn với Asura khi đã knock out vì vị trí của Rex thì góc này YJ lại lộ ra với cả nan phía New Happy. Không hiểu kiểu gì từ trên cao Dalawa gần như khuất hoàn toàn vị trí nhưng lại cứ lấp ló ra ở những cái khoảng không với đối phương. Và Genji đang muốn chấp tới cơ này đẩy vào với những chú cá ngựa. Clip là người còn lại và cũng là người duy nhất có được cho mình cái hộp thính này. Bắt đầu đã lấp ló ra cái khoảng đầu ta, Inonic đẩy lên. Và quá là đơn giản thôi, nhưng mà Clip lại knock out vị trí Inonic. Nhưng sau cùng thì đó vẫn chỉ là cái top 4 dành cho team Liquid. Không thể nào cố gắng hơn được nữa khi mà chỉ có lại một người Liquid thôi. Và bây giờ thì có lẽ sẽ là khoảnh khắc của New Happy. Họ sẽ có thêm bao nhiêu kill đây, chứ để nó tuần vào top 1 thì là điều gì đó hơi khó với New Happy. Tại khi họ có quá nhiều lợi thế về cả mặt quân số và về cả mặt địa hình nữa khi họ đã kiểm soát hoàn toàn vòng thứ 8 này. Yann bắt được Asura, trước đó thì Nan bắt được Rex rồi, Asura đã bị phơm. Vấn đề có lẽ chỉ là thời gian thôi. Còn Dalawa và Genji đang muốn câu giờ xem ai là người top 2, cạnh tranh của top 2 này, và đó là Rex bắt được Idolix rồi. Nhưng Rex lại nằm xuống ngay ở HCMM và đã bị confirm ngay với anh chàng này. Vẫn còn gọi và đó vẫn là đội vị trí sao lút lên tiếng kịp thời. Ether nằm xuống, top 3 dành cho Genji và top 2 gọi tên các thành viên bên phía Dalawa. Còn top 1 chắc chắn rồi, không thể nào thoát khỏi tay NiP được khi họ đã có quá nhiều cơ hội, quá nhiều lợi thế trong game đấu vừa rồi, những giai đoạn cuối trận đấu. Trong tình huống cuối cùng có vẻ như là một người của Dalawa Esports đã chủ động di chuyển ra phía bên ngoài vòng bo để không cống điểm cho đối phương, nhưng mà New Happy vẫn bắt kịp được và họ lại có thêm cho mình một điểm kill nữa.